Trung Quốc đang ráng bán những xe điện. Họ bán giá khoảng chừng 10.000 đồng cho một chiếc xe điện. Ngày hôm nay, chính quyền của ông Châu Mai đưa ra tiền thế lên rất là cao của những xe điện EV. Và còn cộng thêm lên thế những cái đồ khác của Trung Quốc nữa. Đó là theo chính quyền châu Biden nói về cái chuyện mà trao đổi rồi trade hàng hóa với nhau thì đây làm như vậy cho được công bằng. Theo ông Joe Biden nói, của Trung Quốc làm đó là không phải là cạnh tranh công bằng, đó là ăn gian. Tính ra trong lúc này xe điện của Trung Quốc, đó là không phải là lên 25%, mà lên cấp 3 lần. Hồi lúc trước, đó, tiện thế mà xe điện Trung Quốc chỉ có 25%, bây giờ lên tới 100%. Và ông Châu Bay cũng đưa ra nói là tất cả những hàng quá của bên Trung Quốc đưa ra một cái list rất là dài, lên tăng cao nhiều cái khác nhau cộng luôn là sắt và nhôm. Và những cái đồ làm pin. cả luôn những cái đồ làm chip. cả luôn những cái đồ mà làm những cái kim. cả luôn những cái đồ làm khẩu trang hoặc là những bao tay Pushing Chinese produce far more than the rest of world can absorb. Trung Quốc trong lúc này đang đưa ra làm rất là nhiều những cái đồ đạc này làm cho thế giới không có thể nào tiêu thụ hết những cái này thì nó trở thành là biến càng ngày càng rẻ thêm. Và Trung Quốc làm ra cho nhiều, thật là nhiều. Sau khi đó là dục ra ngoài thị trường với cái giá cho nó rẻ, thật là rẻ. Làm như vậy nó không có công bằng cho những nước khác. hồi lúc mà trước đó là chính quyền ông trump bắt đầu đưa ra về cái chuyện mà đánh thế của trung quốc theo của ông joe biden đưa ra hứa hẹn hồi lúc trước nói là sẽ thay đổi của về cái chương trình mà của ông trump đưa ra hồi lúc trước đa số là ông joe biden nói như vậy nhưng mà giữ đa số là những cái thế gì đóng thì giữ giống y hệt như vậy hiện tại như bây giờ đó chính quyền của ông joe biden đưa ra nói lần này tăng thế lên đó không có nghĩa là làm cho lạm phát trên hoa kỳ nó tăng lên theo của ông trump thì đưa ra nói là ông joe biden chưa có làm đủ giống như ông Trump hồi lúc trước là đưa ra là 10% tăng hết tất cả những cái gì mà nhập khẩu vô trong Hoa Kỳ. Theo của ông Trump thì đứng ở ngoài tòa mới vừa qua phát biểu, đó là nói Trung Quốc giống như là coi Hoa Kỳ không ra gì, bây giờ giống như đang nuốt dẫn Hoa Kỳ. Như mà khi mà người ta hỏi ông Joe Biden về chuyện này thì ông ta nói lời như vậy. À, thì đây là à, có người phỏng vấn nó hỏi ông Joe Biden là à, hôm nay ông Trump nói là à, Trung Quốc giống như nuốt chửng mình bất cứ lúc nào đó thì à, ông Joe Biden trả lời là ông Trump đã không có làm lâu rồi thì à, thì nói vậy. Còn đây là nằm bên Wisconsin, đây là cái chỗ dealership ở bên đây. Theo cái ông chủ của dealer xe chỗ này nói, hiện tại chính quyền của ông Joe Biden đang thúc đẩy về xe điện quá mạnh mẽ đi, nhưng mà cũng vẫn ủng hộ tiếp tục giống như những gì mà ông Châu Ban làm trong lúc này đó thì cũng có cái sự ủng hộ giống như làm sao cho nó công bằng về cái chuyện xe cổ. Giống như bên Trung Quốc đó thì chính phủ bên Trung Quốc thúc đẩy làm cho nó nhiều xe điện để mà bán ra ngoài thị trường. Ok, nó là vậy nha. Giờ bữa nữa chúng ta sẽ biết thêm về chuyện này. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày Hôm nay đây là của đài NBC News báo cho chúng ta biết hiện tại trong lúc này đó là cách ở ngoài biển ở bên Gaza thì có tàu của Hoa Kỳ đang đậu ở bên ngoài đang làm một cái cảng để sửa soạn kéo vô trong ngay chỗ Gaza làm cái cảng mà kêu bằng ở trên biển để mà kéo vô trong Gaza nguyên cái cảng này sẽ được kéo vô trong bãi biển của gaza sau khi kéo nguyên cái cảng tàu này vô trong của gaza rồi sẽ đóng xuống ở ngay gaza để mà cho tàu bè vô làm như vậy thì mới có thể tàu bè tới để mà đưa hàng hóa giúp đỡ cho những cái người dân ở trong gaza trong lúc này đây là cái system mà làm nguyên cái cảng như vậy đó đã làm hai tháng trời rồi làm xong rồi kéo tới ngay cái cảng ở ngay ga ngay cái biển đó không phải ngay cảng nha đây là hoa kỳ xây lên một cái cảng ở bên ngoài rồi sau khi đó là kéo vô một cái là để xuống thôi cái cảng này đã xây lên và đã nằm mút ở ngoài biển ở ngay Asta đã từ lâu để đợi kéo vô ở trong Gaza thôi. Đợi gần cả tuần rồi, mấy ngày hôm nay mới được đồng ý cho đưa vô. Ở ngay đây đó là sóng này kia cũng rất là mạnh cho nên kéo tới thì cũng gặp lâu hơn. Thứ nhì là Chính phủ của Hoa Kỳ ngay bây giờ là cho họ kéo vô hiện tại để sửa soạn cho vài ngày nữa. Tại kéo vô buổi tối hôm nay thì sẽ vài ngày mới xong, sắp đặt nguyên cái cảng đâu ra đó hết. Rồi trong vòng khoảng chừng một tầng nữa thôi, chưa tới một tầng, cao nhất là ba ngày, bốn ngày, thì sẽ đồ đạc sẽ ào ào vô trong Gaza nếu mà đi ngay cái đường như vậy thì sẽ giúp đỡ cho rất là nhiều những người dân ở trong Gaza. Nhưng mà nói về cái chuyện an toàn của cái cảng này đó thì không có an toàn cho lắm đó. Tại vì vẫn còn chiến tranh trong Gaza mà chưa có xong đó. Ok, đó là của đài báo cho biết nha. Tới ngày hôm nay cái cảng họ xây sắp xong thì họ kéo đùng đùng vô cho mình nhìn thấy nó trở thành vậy. Còn đây là của đài MBC báo cho chúng ta biết thêm tin ngày hôm nay. ngày hôm nay ông dân biểu nằm ở bên new jersey đang lên tòa ông bob theo ngày hôm nay ông ta lên tòa bị của tòa đưa ra nói đó là ổng tham cái lợi của bản thân ổng còn hơn là của đất nước khi ông ta lên tòa ngày hôm nay cái đầu tiên mà của luật sư bên đây đưa lên nói đó là ông ta là cái người tham nhũng đổi thừa ông ta lấy rất là nhiều tiền đó là tiền người ta trả tiền mà tham nhũng trọng đó tiền trả đây là trả bằng vàng trả bằng xe Mercedes cd rồi còn cộng thêm là trả tiền mặt đây là liên tiếp về cái chuyện mà ông ta gian lận theo của luật sư ở bên nguyên cáo đưa lên nói rất là nhiều năm ông robert um, ông ta là đã bán đứng cái đất nước mà ông ta đưa ra tiên thệ là ông ta sẽ giúp đỡ cho đất nước và ông ta nhận tiền hối lộ của những nước khác theo đưa lên nói là ông này đó là ông nói là ông biết cái chính quyền của Hoa Kỳ làm gì làm gì đó, rồi ông trở thành một trong những người đại diện của Hoa Kỳ để mà kéo những cái nước kia có thể mà nhập vô trong Hoa Kỳ. Ông ta là giúp đỡ cho bên chính phủ bên y chụp và giúp đỡ cho bên yếu chụp để mà ý chụp có thể lấy thêm những cái tiền trợ cấp của Hoa Kỳ đưa qua. Ông ta là đứng ngay giữa, nói là cái người mà đại diện cho trên Hoa Kỳ cái gì, cái gì, cái gì đó, nhưng mà ông ta không có đại diện chân đó. Nhưng mà đây là cái cách mà ông biết làm trong chính phủ làm như thế nào để mà cho lấy những cái lợi bên nước bên kia cho nên ông giúp và cả luôn là ông giúp đỡ cho một người mà của bên làm ăn ở new jersey cái người này là bên ý chụp đó là được cái số tiền rất là lớn đó là bên ý chụp đồng ý để giao những cái gì cho ông này làm rồi sau khi đó đưa qua bên hoa kỳ thì ông ở bên hoa kỳ đồng ý rồi sau khi đó là hai ông này hợp tác với nhau để lấy tiền của hai bên Um, theo của ngày hôm nay tòa nói đối với ông Bob á, là đây là ông làm giống như về chính trị để mà cho có lợi cho bản thân của ông thôi theo ông Bob thì ông nói ông không có tội gì cả luật sư của ông Bob nói ngày hôm nay nói cho bội tấm đoàn nói là ông ta không có phải là đại diện cho bất cứ cái gì hoặc là agent hay là cái gì của bên y chụp hết trơn đó. mà ông ta là cái người cũ <laughs> chiến binh của Hoa Kỳ đây là ông dùng cái từ của ông Trump đó đụng một cái là American Patriot đó <laughs> dùng cái từ của ông Trump đưa ra nói chuyện đó và ông nói đây là ông không có ăn, ăn trận hay là không có lấy tiền mà của người ta mà À, mua chuột gì hết á. Ở nhà ổng khi mà FBI tấn công vô nhà ổng, tiền bạc mà giấu trong tủ đó, trong túi áo này kia nó gần 400 ngàn đồng tiền mặt. Đó là trong những cái áo mà vest cũng bận thôi. Đó là tiền bỏ trong đó, đó gần 400 ngàn đồng. Rồi cả luôn ở trong tủ C, uh, nhà ổng có nguyên cái tủ sắt chứa tiền, rồi tùm lum hết trơn á theo ông ta nói là đã ba chục năm trời ông ta làm trong chính phủ cho nên ông ta lấy ra đó là tiền mặt để ở nhà mình để trở thành nhiều như vậy đó thì người ta tính cái giá lương của ông làm kêu bằng làm lương thì ở mỹ này làm kêu làm trong chính phủ thì chỉ lãnh nhiêu đó thôi rồi trừ cái tiền nhà tiền điện tiền nước tiền xe tiền cổ tiền này kia tùm lum hết rồi thì còn dư lại nhiêu là biết rồi thì họ tính ra thì nó làm gì ông có dư giữ thần vậy giống như làm ba chục năm mà dư tới mấy trăm ngàn mà bộ ông không ăn xài xe cộ rồi không chảy sâu răng không bảo hiểm không tiền nhà không này nọ sao giống như mà dư giữ thần vậy đây rồi, ông. ông nói là tôi đây là rút ra rất là nhiều tiền giống như cả ngàn đồng bằng tiền mặt À, tôi lấy ra từ cái nhà băng cá nhân của tôi để giữ ở nhà. À, tôi giữ tiền mặt để, để ở nhà để mà cho khi có cần gì cần thiết. Và đó là tại vì dòng họ của tôi hồi xưa đó là ở bên Cuba, cho nên ở Cuba thì đa số ai cũng lấy tiền mặt ở nhà theo cái kiểu ông nói là vậy và ngày hôm nay ổng cũng đưa lên nói là mày là người vợ của ổng là cái người mà chịu trách nhiệm về chuyện này tại vì giống như ổng không có biết đó giống như từ vàng mà kiếm được ở trong nhà của ổng đó là của vợ ổng à ổng nói là trong cái tủ quần áo của vợ ổng cho nên đó là vàng của vợ ổng thôi uh, cho nên không biết đó và ổng cũng không có chìa phá để mà mở cái 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 phòng uh, cái, cái phòng giữ quần áo của vợ ổng nữa và ổng cũng không có biết là trong cái tủ quần áo là có mấy cái cái gold bar mấy cái vàng nằm ở trong đó đây là vàng không phải là từ nhẫn nha đây là nguyên cái bo đó cái bo bự dần dần bằng cái cầm tay vậy nè thì nguyên cái bo vàng đó nằm ở trong đó đó là theo ông ta đưa lên nói vậy đó this is crazy right Để bây giờ quay qua đổi từ vợ đó <laughs> bây giờ đưa quay qua đổi từ vợ đó There we go. Còn đây là của đài báo tên cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Đây là của đài NBC News báo cho biết. Jerry là một trong những cái tiểu bang trên Hoa Kỳ đưa ra về cái chuyện mà cấm phá thai rất là nghiêm trọng. Một số những cái người ở bên tiểu bang bên đây, họ muốn cái kiểu như vậy tiếp tục. À, theo cái người đó nói, đây chúng tôi sẽ đưa ra để mà bảo vệ tiếp tục, bảo vệ đó là không có cho mà phá thai ngày hôm nay là những người trong đảng Dân Chủ, họ đang đứng lên nói về chuyện này. Bà May nói cho biết, ít những người mà hiện tại như bây giờ đảng Cộng Hòa đó, phải tỉnh giấc đi, những người trong đảng Cộng Hòa tỉnh giấc, đó là những cái người, người mà dân ở bên đây, ở bên Missouri, họ không có muốn như vậy. đây là những người mà dân nằm trong đảng dân chủ họ đứng lên họ nói họ nói về cái chuyện mà hiện tại trong lúc này đang xảy ra bên tiểu bang gần 50 tiếng đồng hồ họ đang kiếm cách để chặn lại chặn lợi một cái lực của đảng, đảng cộng hòa đưa ra về cái mà cấm không cho phá thai theo của những người mà ủng hộ ủng hộ về cái chuyện mà uh, cho da body da choice có nghĩa là thân thể của họ tự họ quyết định đó thì họ đưa ra họ nói would... họ nói là họ đã kiếm đủ những cái người ta ký tên vô trong đó để đưa ra chống lại về cái chuyện mà của đảng cộng hòa nói là cấm không cho phá thai À, đây là theo bà này đó Là nằm trong đảng à, Cộng Hòa nói Hiện tại như bây giờ à, Đây là có một số người từ ở bên tiểu bang khác à, Nhảy vô tiểu bang của chúng tôi Sau khi đó là bỏ một đống tiền vô Đi tới nhiều chỗ khác nhau Rồi sau khi đó một ba kêu người ta ký tên gì đó à, Làm như vậy đó là không có đúng theo lực lệ của bên Missouri sắp tới đây của đảng Cộng Hòa sẽ đưa ra nói về chuyện này vào tháng 11 đó, trước khi tháng 11. Đây là không phải là đơn giản chỉ có tiểu bang quyết định rồi đưa ra không, mà phải cần thêm nữa. Đó là phải có 5 cái quận, à, 5 cái chỗ khác nhau và cả luôn năm cái tám cái quận khác nhau đồng ý rồi đó thì mới được đưa ra cái chương trình như vậy nằm ở bên Missouri. À, đây là bà Lauren, bà này là trong đảng dân chủ. Bà nói lý do mà đảng cộng hòa họ muốn làm chuyện này rất là nhiều. Họ muốn im lặng hết tất cả những cái người không cho nói gì hết và muốn ngừng người ta lại không có cho mà về cái chuyện mà bầu nữa đảng cộng hòa sợ sợ là những người dân ở bên missouri họ sẽ ra ngoài đường họ chống lại chống lại và họ đưa lên cái chương trình đó là hồi xưa là hồi xưa đó là có quyền có quyền tự do muốn phá tay không là quyền của họ đó là của đài NBC báo cho biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tình ngày hôm nay. Đây là của đài ABC News báo cho biết. Đây là kể từ hồi lúc mà xảy ra năm 2018-2019. Tới ngày hôm nay, hãng Boeing máy bay đang bị chỉ trách. đó là giết chết 346 người. Đây, hiện tại của DOJ, họ cho Boeing giống như đưa ra những cái chương trình như thế nào, như thế nào để mà giải quyết. Đó là cho Boeing giống như trả một số tiền rồi không cần để ý tới về chuyện này cho lắm. Nhưng mà ngày hôm nay người ta đưa ra nói về chuyện này đó là theo của DOJ nói là hãng Boeing phải đi theo cái luật lệ ra làm sao để mà trả cho những cái người mà nạn nhân của về tai nạn xảy ra hồi lần rồi. Như mà kết cuộc thì DOJ đưa ra rồi hãng Boeing làm theo mà làm theo kết cuộc 13 tới ngay bây giờ cũng máy bay 737 dăng cái cửa thì đây là một cái là DOJ không chấp nhận được Boeing từ lúc 2018-2019 nói là kiểm soát đâu ra đó, không ngờ lại trở lại một lần nữa là máy bay bị trục trặc vấn đề. Đây là chuyện xảy ra vào tháng 1 vừa qua, đó là của hãng Alaska Airlines, đây là máy bay của hãng Boeing. Trong lúc này, DOJ nói là hãng Boeing đã làm mà không có đúng theo cái lực lệ đâu ra đó. Và cả luôn hãng Boeing là thất bại hoàn toàn. Và của bên Boeing họ không có đưa chương trình để mà coi kiểm soát cho bất cứ cái gì mà làm ráp máy bay mà bị trục trặc gì đó thì họ phải coi kiểm soát chứ không phải tới trở thành như vậy ngày hôm nay. Và tới trong lúc này thì Boeing cũng trả lời lợi đó. Họ nói là ngay bây giờ là họ đang ăn kiếm cách để mà à, sẽ cho DOJ điều tra và sẽ đưa ra từ chi tiết thêm. Ngay bây giờ là mọi người cũng biết là hãng Boeing đang bị trục chặt rất là nhiều vấn đề về máy bay đó. Có gì ngày mai họ báo thêm cho anh biết ha. Lộn sống xe ngô về hãng Boeing đó. Nói tới máy bay Boeing cũng ớn đó. <laughs> Nếu ai đi máy bay Boeing nghĩ tới cũng ớn ớn đó trong lúc này. Tại vì bây giờ nó đang lộn xộn như vậy đó. Hết bị chuyện này tới bị chuyện kia của hãng Boeing thì anh chị em thấy nó cũng ớn lắm nha. Chứ không phải dẫn chơi đâu. Còn đây là của đài báo tem cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Đây là của đài NBC News báo cho biết. Vào buổi tối ngày này là luật sư của bên ông Trump tấn công về của ông Michael Cole. nói là cái người mà lúc trước ủng hộ cho ông trump rất là nhiều biến trở thành là tấn công ông trump nói ông michael cohen hiện tại bây giờ là chỉ có muốn trả tù với ông trump thôi luật sư ông trump hỏi ông michael cohen ông có muốn ông trump sẽ tính ra bị tội trong cái case lần này hay không lúc đó ông mai cầu khâu trả lời những nhiên rồi và cả luôn mai cầu khâu cũng nói ông trump um, ông mai cầu khâu nói là mới đây nhất ông đã nói như vậy nói là ông trump đáng lẽ nên bị nhốt ở trong một cái lòng, giống như một con súc vật gì đó Theo của bên luật sư của ông Trump muốn đưa ra nói ông Michael Cole là có nhiều cách để mà nói là nói xạo chứ không có nói sự thật. Và nói là lịch luật sư ông Trump nói là Michael Cole hẫm rài nói xạo với của Pharaoh nhiều cái để mà cho ông Michael Cole ra tù sớm. và cũng nói là ông michael khâu tìm đủ cách để mà kiếm tiền nữa giống như về mà làm nói chuyện trên online cũng kiếm tiền và nói ông michael khâu dùng đủ cách hết lên trên internet nói trên podcast của ông ta à, đứng chửi bới ông trump rất là nhiều và theo ông michael khâu nói là ông kiếm được số tiền đó là đúng, là ông kiếm được số tiền là bán sách, đây là những cái sách mà của ông ta đưa ra bán viết về ông Trump. đó là kiếm được khoảng chừng 3 tỷ đô la, không phải 3 tỷ nhà 3 triệu đô la chứ không phải 3 tỷ nhà. Oh, oh, nó đang lực giật chút xíu. There we go, nói là kiếm được 3 triệu đô la về bán sách hai cái sách khác nhau đó. Và luật sư của ông Trump cũng nói ông Michael Câu là liên tiếp một tuần là 6 ngày nhảy lên trên TikTok là một ba tấn công. Ông Trump nói đủ chân đó trên TikTok để mà cho người ta ủng hộ cho ông ta. Theo ông Michael Cole nói, cái lúc mà tôi ủng hộ cho ông Trump đó, lúc đó giống như tôi bị ông Trump bỏ bùa vậy đó. Tôi bị dính chung vô trong cái đó là giống như một cái bùa của ông Trump. Tôi bị kẹt vô trong cái đó cho nên tôi làm bất cứ gì trọng đó. Và luật sư của ông Trump đưa ra nói là à, ép ông Michael Cole đồng ý đó là ông ông Michael Cole rất là tức giận với ông Trump để mà trả thù. Đó là luật sư ông Trump cũng nói là ông Michael Cole bị đẩy, đẩy không có còn làm ở trong chính quyền của ông Trump nữa, không có nằm trong cái nhóm của ông Trump, cho nên Michael Cole tức giận quá mới nhảy ra là nói đủ hết trơn nói về ông Trump. Lần này, đó là ông Trump lên trên tòa, à, rất là quan trọng, đó là bộ thẩm đoàn coi có tin tưởng những gì ông Michael Cole nói hay không. Ông Michael Cole là chỉ có một mình ổng thôi là biết rõ ràng về mà của ông Trump như thế nào, ông Trump chi phí cho ai, trả cho ai, biết hết trơn giống như một trong những cái đó là ông Trump trả tiền bịt miệng cho cô Stormy Daniels. Ồ, oh, cô này là cái cô mà đóng phim người lớn. Ông Trump trả tiền hồi lúc mà 2016 trước khi mà tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ vào lúc đó. Nhưng mà ông Trump thì ông không có chấp nhận bất cứ cái gì trên đó trong lúc này. Ông Trump ngày hôm qua, ông trước khi mà à, xong, tại ngày hôm nay là ông Trump được nghỉ đó, thứ tư là được nghỉ. Ngày mai lên tòa tiếp tục nha, hôm nay được nghỉ. Ông Trump ngày hôm qua, trước khi mà xong, thì ông Trump nói là có một cái nhà tốt ở trên tòa, đâu ra đó, đã đưa ra hết là tốt. Rồi cũng đưa ra nói về cái chuyện mà scam lừa gạt như thế nào trên tòa, cái gì cái gì, đều nói ra hết. Và cảm ơn tất cả mọi người. Và đây là cũng hỏi ông Michael Cole về tất cả chi tiết. Thì ông Michael Cole đưa ra những giấy tờ, những cái, cái invoice mà tiền bạc ông Trump trả như thế nào. Và tất cả những cái gì mà hồi lúc 2017 mà ông Trump, ông trả, nói là tiền là ông Michael Cole làm cho ông ta thì tất cả những cái đó là không có phải là sự thật. Đó là nói ông Michael Cole là luật sư cho nên làm cho ông Trump thì ông Trump trả tiền. Thì cái đó là không đúng đó. Rồi sau khi đó thì ông Michael Cole cũng đưa ra cho xem từ mỗi cái check. Đây là cái check mà của ông Trump trả tiền cho ông Michael Cole lúc mà ông Trump đang làm tổng thống lúc đó là 2017, ông Michael Cole vô trong tòa Pháp đốc lấy tiền đó. Theo Michael Cole nói, tất cả những cái gì mà ghi trong cái check nói là trả tiền cho là tại vì ông Michael Cole làm trong Trump thì cái đó là sai hoàn toàn. cái này đó là không phải là cái tiền mà nói là tôi làm cho ông Trump rồi ông Trump trả tiền cho tôi. Đây là cái số tiền mà tiền mà tiền bịt miệng của cô Stormy Daniel. Đó là theo ông Michael Cole nói. Theo ông Michael Cole cũng diễn tả luôn cho trên tòa biết về cái chuyện mà ông Michael Cole đã gặp ông Trump nằm ở trong tòa bạch ốc vào 2017. Cái hình này là cái hình mà ông Michael Cole nói ổng chứng minh là ổng vô trong tòa bạch ốc vào lúc đó đã chụp hình ké ở ngay chỗ này. Lúc mà ông Michael Cole vô trong tòa bạch ốc gặp ông Trump, lúc ông Trump làm tổng thống 2017, đó là michael cole đưa ra nói chuyện với trump nói là trump sẽ trả tiền cho cole như thế nào như thế nào thì ông trump cũng đồng ý luôn đó là trả tiền cho về cái chuyện mà hối lộ mà ông michael cole đã trả cho bà stormy daniel rồi ông trump phải trả tiền lại chồng để mà hối lộ cho bà kia để đừng cho bà kia nói bất cứ cái gì đó bịt miệng bà kia trước Và ông Allen cũng có mặt vào lúc đó nữa, là ông này nè. Um, ông Michael Cole nói, lúc đó thì tôi ngồi chung với ông Trump, ông Trump còn hỏi tôi là ok không? Rồi lúc đó còn hỏi tôi là tôi có cần tiền hay không? Rồi tôi trả lời với ông Trump là không, tôi bây giờ là tốt rồi lúc đó ông trump nói là à, ông ta có thể ấy đưa tôi cái chắc à, thì tôi nói ấy với ông ta là không tôi ok rồi ông trump còn nói là nếu mà cần cái gì đó nói chuyện với ông Allen để ông Allen giải quyết cho đừng có lo đó là ông michael câu nói trên tòa biết hồi lần rồi Rồi Michael Cole nói khi mà FBI tấn công vô cái chỗ văn phòng làm việc của ông ta và nhà cửa ông ta, đó là tấn công vô nhà của Michael Cole đó. Vào lúc 2018, rồi lúc đó Michael Cole đã gọi cho ông Trump. Ông Trump nói ông Michael Cole đừng có lo. Tôi là tổng thống của Hoa Kỳ mà à, đừng có lo về chuyện này. Cohen to Và Michael câu nói, tôi hiểu, ông Trump nói là đừng có nói ra bất cứ cái gì hết trơn đó. Đó là vậy. Cohen his... Rồi Michael Cole nói, ý đó là ổng kết cuộc thì ổng quay ngược lại, ổng không có đồng ý với ông Trump. Đó là khi ổng nói chuyện với vợ ổng. Ông nói chuyện với vợ ông và nói chuyện với con ông và con gái và con trai của ông. Tất cả con cái của tôi nói với tôi con cái của tôi nói là gia đình thì đáng lẽ ông phải trung thành với gia đình trước. Có nghĩa nói ông Michael khâu đó chứ không phải nên trung thành với ông Trump. ngay bây giờ bên luật sư của ông Trump thì chủ yếu làm sao để đưa ra cho bọn thẩm đoàn xem đó là đừng bao giờ tin tưởng Michael Cole. Những gì Michael Cole nói thì nó không có tốt. Đúng sự thật của bên luật sư của ông Trump muốn đưa ra cho thấy vậy đó. Ok, đó là của đài báo cho biết nha. Rồi, tới đây là Andy cũng xin tạm ngừng. Take care everyone, gặp sau hết. Bye bye all.